Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích truyền chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, như các bạn đã biết, sự kiện kết hôn, lập gia đình và làm nhà, xây dựng mái ấm cho gia đình là hai mốc quan trọng nhất của con người Việt Nam. Chính vì lẽ đó mà không thể bỏ qua các yếu tố phong thủy, tra cứu phong thủy cho các sự kiện này. Nhất là chuyện nhà cửa lại càng được đặt lên hàng đầu bởi ngôi nhà là nơi mà chúng ta sinh hoạt trong 3/4 quãng thời gian của cuộc đời, vì thế mà nó có ảnh hưởng mật thiết tới vận mệnh của mỗi chúng ta. Một căn nhà đại cát sẽ mang đến vận may, tài lộc cho gia chủ. Vậy ngôi nhà có đặc điểm gì sẽ tạo được vận khí tốt, giúp cho gia chủ ăn nên làm ra, tiền vào như nước? Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Lộc Tài xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những kiểu nhà phú quý sẽ đem đến tài vận không tưởng cho chủ nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất tới từ kênh Phong thủy Lộc Tài và biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi vào nội dung chương trình ngày hôm nay. Thứ nhất, nhà được xây tại điểm giao nhau của ba con sông. Theo ông Lương Chân, chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Trung Quốc cho rằng, từ vị trí góc độ phong thủy học, vị trí căn lợi nhất trong phong thủy chính là điểm hội tụ chung của ba con sông. Vì thế, một căn nhà được xây dựng tại vị trí này là tốt lành không gì có thể so sánh được. Nó sẽ đem đến cho gia chủ may mắn cả về tiền tài và sức khỏe. Thứ hai, nhà thông thoáng, ôn hòa, đón nhiều ánh sáng. Phong thủy rất chú trọng đến yếu tố tản phong tụ khí. Theo các chuyên gia phong thủy, vị trí có sức gió quá lớn không phải là nơi vượng, xây nhà sẽ không tốt. Tuy nhiên, nhà được dựng ở thế gió yếu, không khí không thể lưu thông cũng không phải là một môi trường sống tốt. Tốt nhất là phải chọn nơi thông thoáng, cao giáo mới hợp phong thủy. Thứ ba, nhà nên đặt ở khu vực có nhiều đường, cảnh quan xung quanh ôn hòa. Đường thông, tài vận mới thông, đó là điều tất yếu và dễ hiểu, bởi lẽ có người mới có đường. Đường càng đông, người càng đông thì càng rộng, và đường theo phong thủy chính là tượng trưng cho vinh hoa phú quý. Mỗi khu vực dân cư đều có những quy hoạch riêng và những quy hoạch tốt đến đâu, đi chăng nữa thì cũng cần phải có sự hài hòa. Mỗi khu vực dân cư đều có những quy hoạch riêng, những quy hoạch tốt đến đâu đi chăng nữa cũng cần phải có sự hài hòa về màu sắc, phối cảnh. Ví dụ, xung quanh khu nhà của bạn trồng rất nhiều hoa mẫu đơn, làm cho cả một khu vực rực đỏ, nhất định phải trồng thêm nhiều cây cỏ để tăng màu xanh, tạo sự cân bằng. Thứ tư, nhà xây trên địa hình phía bắc cao, phía nam thấp là cát lợi. Người Việt từ xưa khi xây nhà đều lựa chọn hướng nam là hướng chính của ngôi nhà. Theo quan niệm phong thủy, địa hình xây dựng nhà phía trước thấp, phía sau cao là điểm tốt, bởi lẽ trước thấp sau cao đồng nghĩa với việc sau khi ở, gia chủ ngày càng thăng tiến, có hậu. Giải thích theo góc độ khoa học, phía nam thấp, phía bắc cao thường có lợi cho việc đón gió và ánh nắng tự nhiên. Thứ năm, trái thanh long, phải bạch hổ. Trong phong thủy học, bên trái thanh long, bên phải bạch hổ là thuật ngữ thường xuyên xuất hiện. Vậy như thế nào gọi là thanh long, thế nào gọi là bạch hổ? Thanh long là thế đất cho bên trái ngôi nhà, đại diện cho vận may. Bạch hổ là thế đất bên phải ngôi nhà, đại diện cho sự tiêu tán. Trong một căn nhà, thanh long lấn át bạch hổ sẽ mang đến cho gia chủ sự thuận lợi, hài hòa, tài vận hanh thông, tình cảm êm ấm, sống hạnh phúc, hưởng thọ dài lâu. Ngược lại, nếu bạch hổ lấn át thanh long, chủ nhân của ngôi nhà thường gặp xui xẻo, bệnh tật, ốm đau triền miên. Chuyên gia phong thủy gợi ý rằng, khi chúng ta xây dựng nhà cửa, nên chọn hoặc tác động sao cho thế đất bên trái cao hơn thế đất bên phải sẽ mang lại nhiều lợi ích về sau cho cả gia đình. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhà ở được xây dựng san sát, đặc biệt là nhà chung cư, khó có thể thực hiện theo ý của chủ nhân như hiện nay. Nếu không có điều kiện thay đổi môi trường bên ngoài, chủ nhà có thể theo ảnh rồng trên bức tường phía đông ngôi nhà hoặc đặt tượng rồng trong phía đông của phòng khách. Một lưu ý nhỏ là chúng ta nên chọn rồng 4 móng, tránh rồng 5 móng chỉ dùng cho vua chúa vì mức năng lượng quá lớn do rồng 5 móng tạo ra có thể không phù hợp với người trần mắt thịt. Thứ 6, thông gió, đón nhiều ánh sáng. Một căn nhà đáp ứng được yếu tố thông gió, đón nhiều ánh sáng sẽ tạo được sự cân bằng âm dương. Trong một căn hộ, nếu phòng khách mà ban ngày cũng cần phải bật đèn hoặc bất kể ngày hay đêm đều sáng, nghĩa là căn hộ đó đang mất dần thế cân bằng về âm dương.
Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và sức khỏe cũng như sự nghiệp của gia chủ. Quý vị thân mến, ở phần đầu của chương trình, kênh Phong thủy Lộc Tài đã đưa ra những đặc điểm của ngôi nhà sẽ mang lại giàu sang, phú quý cho gia chủ. Tuy nhiên, với tình hình đất chật người đông hiện nay thì việc có thể tự do lựa chọn ngôi nhà cát tường theo ý muốn là rất khó khăn. Do vậy, các chuyên gia phong thủy đã chia sẻ rằng có một số bí quyết phong thủy có thể giúp gia đình bạn ngày càng giàu có, thịnh vượng, tiền bạc rủng rỉnh tiêu không hết. Vậy đó là những bí quyết nào? Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, đặt nguồn nước để tăng thịnh vượng. Theo phong thủy, nước có khả năng mang lại sự thịnh vượng. Nhiều người có chung thắc mắc là chỗ nào tốt nhất để đặt nguồn nước. Theo phong thủy, nơi phù hợp nhất để đặt nguồn nước là gần với lối ra vào nhà bạn. Vị trí này có thể ở trong hoặc ở ngoài, nhưng nhất định mạch nước phải chảy qua trung tâm của ngôi nhà. Điều này cũng có nghĩa là sự thịnh vượng chảy vào trong nhà của bạn. Thứ hai là che phủ tivi đặt trong phòng ngủ. Nhiều gia đình thích đặt tivi trong phòng ngủ để thư giãn trước giờ ngủ. Tuy nhiên, nếu bạn mắc chứng khó ngủ thì hãy tắt hoặc che phủ tivi nếu không dùng tới. Dòng điện từ tivi có thể phá vỡ dòng năng lượng yên tĩnh khi bạn ngủ và nguồn năng lượng của cả căn phòng ngủ. Hãy dùng một chiếc khăn hoặc miếng vải để phủ qua chiếc tivi khi không dùng tới. Thứ ba, lau chùi sạch sẽ bảng tên, số nhà. Dù vẫn chưa phải là mùa xuân để bạn lau dọn, nhưng cũng không có nghĩa là bạn để cho những chiếc cửa sổ nhà mình vùi trong bụi bẩn trong suốt vài tháng tới. Cửa sổ là tượng trưng cho đôi mắt của ngôi nhà để nhìn ra ngoài thế giới. Hãy tìm vài tờ báo, một chút giấm và nước để đánh bay bụi bẩn ở khu vực này. Thứ tư, trồng cây xanh trong nhà hoặc trước cửa nhà. Bảng số và tên nhà cần được chăm chút kỹ lưỡng và để ở nơi dễ nhìn. Bảng số rõ ràng, độc đáo hoặc có đèn nhấp nháy sẽ giúp thu hút tài lộc, đưa thần tài gõ cửa đúng ngôi nhà của bạn. Thứ năm, lau sạch mọi cửa sổ trong nhà. Chuông gió không chỉ là vật trang trí thêm cho ngôi nhà của bạn thêm sinh động, mà nó còn là vật phẩm phong thủy, mang lại may mắn nên thường được treo ở cửa trước của ngôi nhà. Khi treo chuông gió ở cửa trước, âm thanh chuông gió rung chính là nguồn năng lượng vô hình cực tốt cho căn nhà của bạn. Chuông gió rung sẽ thu hút sự chú ý, mời gọi những điều may mắn, an lành đến với cuộc sống của bạn. Thứ sáu, treo chuông gió ở ngoài cửa trước. Theo quan niệm về phong thủy, cây xanh mang lại khá nhiều lợi ích, đặc biệt là các loại cây mọng nước là biểu tượng của sự cát tường nên thường được mọi người ưa chuộng. Vậy thì tại sao bạn không nên lên ý tưởng trồng ngay một số loại cây xanh trong nhà hoặc trước cửa nhà đang trống để vừa làm cảnh, tạo không gian xanh mát lại vừa đem lại sự thịnh vượng cho ngôi nhà của mình? Thứ bảy, sửa sang, dọn dẹp lại nhà cửa. Nếu ngôi nhà mà bạn đang ở hoặc những vật dụng, nội thất trong nhà đã được xem xét kỹ lưỡng và bố trí về mặt phong thủy hợp lý thì việc này không quá cần thiết. Nếu chưa thì việc sửa sang lại nhà ở và những phương hướng và khu vực nhất định rất có khả năng sẽ tăng thêm nhiều tài lộc cho gia chủ. Thứ 8 là trưng bày vật phẩm chiêu tài lộc. Một số vật phẩm phong thủy phổ biến có ý nghĩa cầu tiền tài, may mắn mà bạn có thể lựa chọn là quả cầu phong thủy, đá phong thủy, tượng ngọc kim loại hay thủy tinh thỉnh tỷ hưu, con rồng, con rùa, tượng phúc lộc thọ. Mèo chiêu tài cũng là vật trang trí rất đáng yêu và có tác dụng trong việc tăng thêm may mắn về tiền bạc cho cả gia đình. Ý nghĩa và màu sắc tươi sáng của mèo chiêu tài cũng sẽ giúp cho đường tài lộc của chúng ta may mắn hơn. Quý vị thân mến, phong thủy ban công cũng có tác động rất lớn tới phong thủy của ngôi nhà, đặc biệt là vấn đề thu nạp năng lượng, bồi dưỡng khí. Nếu ban công thu hút cát khí thì ngôi nhà sẽ được hưởng may mắn tốt lành. Ngược lại, nếu ban công phạm phải luồng sát khí thì ngôi nhà sẽ có hiểm họa, hung tai. Khi xây dựng ban công, bạn cần phải tránh những đại sát khí cực hung sau đây để không rước họa vào trong nhà. Kính mời quý vị sẽ cùng theo dõi trong nội dung tiếp theo. Thứ nhất là chạm đao sát. Đối diện với ban công, trong tầm mắt có hai tòa nhà cao tầng ở gần nhau tạo thành một khe hở hẹp ở giữa thì chính là thế chạm đao sát. Nhìn từ trên cao xuống giống như lưỡi dao sắc chém xuống chia cắt hai tòa nhà, hướng sát phóng thẳng về phía ban công sẽ mang tới họa huyết quang, ảnh hưởng tới sức khỏe của người trong nhà. Đặc biệt, sống trong nhà này thì chủ nhân dễ phạm phải hung tai, gặp tai nạn, rủi ro không đáng có. Thứ hai là thế hạc giữa bầy gà. Nơi mà ở trước sau trái phải đều không có chỗ dựa, một mình cao hẳn lên so với kiến trúc xung quanh là tư thế hạc giữa bầy gà không hề tốt.
chủ nhân không được bạn bè anh em giúp đỡ mà con cái lại bất hiếu, bỏ đi xa xứ. Thế nhà này cũng dễ phạm phải các loại sát khí do ban công không được che chắn. Thứ ba là cầu vượt vây quanh. Nhà mà ở nơi trái phải trước sau đều có cầu vượt vây quanh, che lấp thì giống như bị áp chế, chu vi tầm nhìn và mạch khí đều bị ngăn cách, tức là cách cục gông cùm. Nhà này dẫu có ban công nhưng phong thủy ban công cũng không có tác dụng mấy vì không đón được khí tốt, luôn trong trạng thái vây hãm khiến cho tài vận phát triển kém cỏi, không có cơ hội phát triển. Thứ tư, đường lớn xông tới. Lấy ban công làm tâm điểm, nếu thấy có đường lớn hoặc dòng sông xông tới thẳng thì chính là phạm thế xung đường, chủ về họa sát thân, bệnh tật cùng tán tài. Người ở trong nhà rất dễ gặp tai nạn hoặc bị hãm hại, đau ốm, không làm ăn gì được. Thứ năm là bạch hổ động thổ. Ở khu vực bạch hổ của ngôi nhà, tức là bên phải của nhà đang có công trình khởi công xây dựng hoặc tháo dỡ thì phạm lỗi phong thủy nhà ở bạch hổ động thổ. Vì thế, nó sẽ mang tới nhiều dịch bệnh, họa huyết quang. Nhà có ban công ở đúng hướng bạch hổ thì lại càng hung hiểm hơn. Thứ sáu là tiêm đao sát. Sát khí này giống như lưỡi đao đâm thẳng vào trong ngôi nhà, hung nhất là thẳng hướng ban công mà xông tới. Những vật có hình thế lưỡi đao, nhà kiến trúc nhọn, góc tường, vật sắt nhọn, cột điện đều mang tới hung họa. Lỗi phong thủy ban công hướng tiêm đao sát khá nhiều nhà vô tình mắc phải mà lại không hề hay biết. Thứ bảy, cô dương độc âm sát. Cô dương sát là sát khí ẩn sinh do ở gần trạm xăng dầu hoặc trạm biến thế, kho nhiên liệu, chủ về tính khí bạo liệt, vì tài mà quên nghĩa, trong nhà nhân khẩu không yên ổn, dễ nảy sinh bất hòa thiệt mạng. Độc âm sát là sát khí sản sinh do gần nhà vệ sinh công cộng, bãi rác hoặc nơi ẩn chứa đổ phế thải, chủ về sức khỏe không tốt cho bệnh tật. Ban công hướng về cô dương độc âm thì đúng là rước họa vào nhà. Nếu không may mắn phạm phải những lỗi này thì tốt nhất là nên treo rèm ở ban công, hạn chế mở cửa ban công để tránh sát khí bay vào nhà. Bên cạnh đó, hãy bày cây xanh phù hợp để chắn bớt sát khí, bày vật phẩm phong thủy hóa sát ở ban công để hóa giải phần nào hung hiểm. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và tâm linh. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.